đã nói một cách chung chung ở i3, nhưng mà chị sẽ nói chi tiết hơn là một. Thứ nhất, thứ hai là chị không có đề cập quá sâu vào cái phần cơ chế này nọ rồi dược động học gì đó của thuốc như thế nào, thì tại vì những cái đó khi mà tụi em ứng dụng rồi á, tụi em có học bây giờ thì đến khi bọn em ứng dụng á, bọn em vẫn phải lọc cuốn dược thư quốc gia ra để coi, ví dụ như thuốc pha với bao nhiêu ml, nước muối bao nhiêu ml nước cất thì vẫn phải đọc lại. Nên những cái việc đó là dạy rồi nó cũng sẽ không có động lại một kiến thức nào hết. Thì cái mà chị dạy bọn em á là những cái lưu ý khi mà mình sử dụng trên lâm sàng, những cái mà khi nào mình sử dụng nó, gặp cái bệnh nào mình dùng nó, thì trước khi mà mình có thể đạt được đến cái trình độ mà mình chọn lọc vũ khí để là đánh giặc á, thì mình phải biết được á là những cái vũ khí của mình có hiện nay là những vũ khí nào, những cái kháng sinh mình đang có là hiện là những cái kháng sinh nào, và cái phổ của nó gọi là cái vùng cái chủng vi khuẩn mà nó tác động đến á là gồm những cái phổ như thế nào ha. Thì chị sẽ đi lần lượt qua từng loại kháng sinh. Trước khi mà mình đi qua từng lần lượt đó vậy á, thì mấy em nhắc lại cho chị một số tên, một số tác nhân vi khuẩn mà mấy em đã được học ha, đã được biết trong lâm sàng sau một năm không gặp nhau. Coi bạn nào kể chị đi, mau lên mau lên, 30 giây coi. Không, bạn nào nhớ hả? Dạ alo chị ơi, có nghe em nói không ạ? Ừ, nói đi. À dạ, chị là Gram Dương, thì mình có là Staphylococcus aureus, trực khuẩn mũ xanh là con Pseudomonas, rồi Dương này như ta biết cái con Neisseria Mystery. dạ, thì có con đó là con có lậu cầu với lại con não mô cầu, Ok. rồi E. coli, Ecoli. dạ rồi Rồi. em kể tùm lum được hả chị? Ừ được, Dạ em kể rồi, tùm lum con nào cũng được. Coi bạn nhớ được cỡ nào. em nhớ là con mô ở gì, cái con gì Catahalis em quên mất tiêu rồi, Moraxella Catahalis thì phải. Brazil. Rồi với cái con như là Haemophilus influenza. Con Mycoplasma, như con lao là tuberculosis. Em quên, tự nhiên quên rồi. Chlamydia nè, rồi Yersinia nè. Rồi con vảy khuẩn là hình như là Vibrio, em không nhớ cái này lắm. Vậy khoảng ha, Gì Dương nữa em ta? còn các bạn khác em còn nhớ con nào không, hay là các bạn khác nói? À, dạ nhờ nhờ bạn khác. Dạ em bổ sung cho bạn, con Nam Dương là có con liên cầu lợn là Streptococcus, con Streptococcus pyogenes, Streptococcus Nemo nha. Nói chung là hết họ stress có đúng không? Enterococcus. Có Enterococcus anh chị. Hả? Dạ Enterococcus. Em nói gì? Enterococcus. Ok, tốt. Dạ có Salmonella. Orenla tốt.
Ở Nam Dương thì có cái con mình nói đi. Dạ có cái họ Clostridium với lại em nhớ cái con gì mà Listeria gì em không nhớ cái khúc sao. Listeria mono cytogenes. Ồ đúng rồi đúng rồi. Dạ râm âm em nhớ con Klebsiella. Các nhân rất thường gặp ha. Rồi, cũng khá nhiều ha, tụi em nhớ được khá nhiều. Tóm lại râm âm thì nó sẽ có họ đường ruột và họ không phải đường ruột. Trong cái họ không phải đường ruột á thì nó có những cái tác nhân là tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện. Ví dụ nếu mà nói về bệnh viện thì mấy em phải kể đến là gì? Pseudo và gì? Acy ha, Acinetobacter á, Baboni á. Rồi nói đến những cái tác nhân mà gây tiêu chảy, gây nhiễm trùng tiêu hóa thì phải kể đến là Salmonella và sẽ đi kèm với gì? Nói một con thì nói luôn con còn lại. Con gì gây thương hàn đó? Gây lệ. Siela hả chị? Rồi tiếp Đâm Dương thì mấy bạn sẽ nói staff ha, họ staff họ tụ cầu ha, tụ cầu vàng mà những cái tụ cầu không phải là tụ cầu vàng thì người ta gọi đó là cái gì? Nhóm coagula âm đúng không? Coagula âm, coagula negative á. Rồi đối với họ còn lại là họ liên liên cầu là strep ha, trong đó phế cầu nó sẽ là một gọi là một cái tác nhân thường gặp, còn những cái strep khác sẽ là những cái tác nhân gọi là nói chung chung hơn ha. Người ta sẽ tách riêng cái strep pneumonia ra tại vì nó thuộc nhóm gì, strep tán huyết gì nhớ không? Chắc không nhớ quá. À cái gì tán huyết beta năm. Ừ. Nó là tán huyết. Dạ. Nhưng mà phế cầu thì nó không phải là nhóm nhóm tán huyết beta mà nhóm tán huyết alpha ha. Còn người ta sẽ nhắc đến nhiều với cái nhóm mà tán huyết beta, ví dụ như là trep biogenes, trep agalacti ha. Đó, nhớ không? Nhớ cái bài năm ngoái học không? À, rồi hoặc là enterococcus faecalis, enterococcus faecium. À, đó là những cái tác nhân mà mình rất hay gặp. Rất hay gặp trên lâm sàng. Chỉ là do tụi không để ý thôi. Cái nhóm khác thì mấy em sẽ kể đến là vi khuẩn không điển hình ha. Vi khuẩn không điển hình ngoài cái mycoplasma ra tụi em còn nhớ đến gì nữa không? Là gì? Chlamydia. Ừ, chlamydia rồi gì nữa? Ba con lận. Lê gì? Legionella. Em đã nhớ được một con thì phải nhớ luôn cả hai con còn lại. Ba con này nó hãy đi chung với nhau. Mà nhớ ba con này thì nhớ luôn cái con còn lại là con gì? Trisket nha. Rồi, kỵ khí. Mấy em có thể nhớ thêm kỵ khí, phẩy khuẩn là virio ha, hoặc là vi khuẩn lao. Ôn lại bạn một xíu về bài học thôi ha. Tại vì khi mà chị nói á, chị sẽ nhắc đến những cái tác nhân này thì tụi em phải nhớ mặt chữ đã ha. Mường tượng được cái mặt chữ thì chị nói nhanh rồi em mới không có bị vỡ khớp. Rồi về kháng sinh thì thực chất á, nó được chia làm bốn nhóm, trong đó là chị phóng lớn lên tụi em có thấy không? Quẩy
Alo. Dạ thấy chị. Rồi, thì chia thành 4 nhóm lớn là nhóm đầu tiên á, là nhóm antibiotic, tức là kháng sinh mà kháng vi khuẩn ha, hoặc là gọi một cái tên khác là antibacterial. Thì hai cái từ này á thì mấy em có thể sử dụng, cả hai đều đúng hết. Tuy nhiên cái nghĩa antibacterial á, nó sẽ rộng hơn, nó bao gồm cả những cái chất mà diệt được cả vi khuẩn, diệt được cả những cái tác nhân gọi là nó gây chết cả tế bào sống nữa, thì gồm những cái chất tẩy rửa, những cái chất diệt khuẩn thì nó vẫn gọi là antibacterial. Còn cái antibiotic á, thì nó thiên về cái việc mà kháng sinh á, điều trị cho những cái vi khuẩn gây bệnh mà không có gây đến tác hại đến nhiều đến cơ thể sống ha. Nên thành ra cái nghĩa của từ antibiotic á, thì nó gần với cái việc mà mình sử dụng kháng sinh điều trị bệnh hơn. Hồi trước đây cái từ antibiotic á, là từ cổ xưa, nó chỉ dành cho những cái kháng sinh mà được tổng hợp từ những cái nguồn gốc từ vi sinh vật mà thôi, cái nguồn gốc tự nhiên á. Nhưng mà sau này cái từ kháng sinh nó sẽ mở rộng ra gồm những cái nguồn gốc là bán tổng hợp và tổng hợp luôn thì vẫn gọi là antibiotic. Cái nhóm kháng thuốc kháng sinh thứ hai á là antiviral, có thể dùng để diệt virus, và hai cái nhóm còn lại là thuốc kháng ký sinh trùng và thuốc kháng nấm ha. Thì trong cái nội dung bài học hôm nay mấy em chỉ học về kháng sinh, kháng vi khuẩn mà thôi. Có nghĩa là mấy em chỉ học được 1/4 thôi á, trong quá hết mà đã nhiều như thế này rồi. Rồi tiếp. Mấy bạn nhìn vào cái hình trên slide á, bạn nhận xét gì về cái hình này? Dạ chị ơi, hình như tụi em vẫn còn ở slide 4 á, không biết là chị đang ở slide mấy á. Thì ở dạ, slide qua 6. Slide... Dạ rồi, nó vừa qua slide 6 rồi chị. Dạ, cái máy chị nó không có phóng to được hay sao mà. Rồi, mấy em quan sát hình rồi nói xem là mấy em nhận thấy điều gì ở cái slide này. Dạ chị, em nghĩ là cái này từ trái qua phải là cái thời gian. Chắc là dùng kháng sinh quá. Thì khi mà trước khi bắt đầu kháng sinh đó, thì có những cái vi khuẩn màu xanh là nó nhạy, em nghĩ là susceptible, chắc là nhạy với kháng sinh. Sau đó mình dùng kháng sinh thì những cái con vi khuẩn màu xanh nó sẽ chết, và để lại những cái con màu tím là nó kháng kháng sinh. Rồi khi mà mình kết thúc cái điều trị kháng sinh đó, thì trong cơ thể mình sẽ còn lại những cái con kháng kháng sinh. Rồi đằng sau thì em không hiểu lắm. Nó sẽ kéo dài đến bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Em thấy thì em thấy xuất hiện lại cái gì? Dạ sẽ xuất hiện lại những cái con gọi là nhạy với kháng sinh lại. Thì mấy em có thể thấy là cái gọi là cái sự thay đổi của kháng sinh, là khi mà nó một người sử dụng kháng sinh như vậy, nó sẽ thay đổi cái hệ khuẩn đường ruột ha, để thay đổi cái hệ khuẩn đường ruột, nó làm cho chết đi, mất cân bằng hệ khuẩn đường ruột, ví dụ như là chết vi khuẩn thì còn vi nấm chẳng hạn, hoặc là nó sẽ chết đi những cái con nhạy và còn lại những cái con kháng, có nghĩa là mình đang nuôi một cái số lượng vi khuẩn kháng ở trong người mình, rồi sau mình hết cái bệnh nền đó đi, mình hết cái bệnh đợt nhiễm trùng đó đi, nhưng mà trong người mình vẫn chỉ còn những cái con vi khuẩn kháng mà thôi, cho đến tận 2 năm sau thì mình mới tái lập lại cái hệ vi khuẩn đường ruột tốt lại ha. Như vậy thì việc mình sử dụng kháng sinh bừa bãi á, kháng sinh không có đúng chỉ định á, nó sẽ gây ra cái hệ quả là, thứ nhất nó sẽ nếu cái này trên một người thôi, em cứ tưởng tượng là ai cũng như vậy trong cả một cuộc đời thì ai mà chả dùng kháng sinh đúng không, thì như vậy thì cái việc mà nuôi cái chủng kháng nó sẽ nhiều lên, và về lâu và dài, ngắn hạn thì mình không thấy, nhưng mà 10 năm, 20 năm, 100 năm thì chẳng còn những cái con nhạy nữa, mà chỉ còn những cái con kháng tồn tại trên thế giới này thôi. Như vậy mình, con người sẽ phải đối mặt với cái việc là những cái vi sinh vật kháng thuốc ha. Nên thành ra việc sử dụng kháng sinh á, phải đúng chỉ định và phải
sử dụng làm sao mà khi mà mấy em diệt khuẩn á thì mấy em phải diệt luôn, người ta gọi là diệt luôn cả những con kháng mới là tốt ha. Ha, mình sẽ hạn chế ở cái mức độ mà nó đột biến, mình không để ở cái mức độ nó đột biến, mình sẽ giết nó luôn, diệt nó luôn, thì như vậy á, thì nó sẽ tốt hơn cái việc mình cứ xài kháng sinh dở dở ương ương. Ví dụ như là kháng sinh em sử dụng 5 ngày mà bây giờ em dùng có 2 ngày em thấy em hết đau họng rồi, em chán, em quăng cái thuốc còn lại. Như vậy thì nó vẫn không đủ liều để mà nó diệt hết tất cả các vi khuẩn trong người mấy em, thì như vậy thì nó dần nó sẽ mang lờn thuốc, kháng thuốc ha. Đó là cái tác hại của việc sử dụng kháng sinh không đủ liều, không đủ lượng, không đủ liều, không đủ thời gian và không đúng chỉ định. Vì vậy để mà biết được á mấy em sử dụng kháng sinh sao cho đúng á, thì mấy bạn sẽ phải hiểu được kháng sinh. Trước tiên hiểu á, thì phải hiểu được những một số cái khái niệm khi sử dụng kháng sinh là như sau. Nhất là cái khái niệm là phổ kháng khuẩn ha, hoặc là phổ tác động spectrum ha, là mỗi cái kháng sinh á nó sẽ tác động đến một số chủng vi khuẩn nhất định, thì gọi là phổ tác dụng, phổ tác động hoặc là phổ kháng khuẩn ha, dùng từ nào cũng được, nói chung là cụ gốc của nó cũng chỉ có một từ spectrum thôi. Rồi thì nó sẽ chia ra là kháng sinh phổ rộng và kháng sinh phổ hẹp. Thì kháng sinh phổ rộng thì mấy em sẽ nhìn xuống tiếp cái ba cái chữ dưới đây nè. Ba cái chữ dưới thì ở đây nó sẽ có là vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương và vi khuẩn kỵ khí. Nếu mà chỉ cái phổ kháng sinh đó nó chỉ bao phủ được một nhóm này thôi á thì nó là phổ hẹp. Nó là phổ hẹp ha. Mà nếu nó phủ được hai hoặc tất cả thì nó là phổ rộng nha. Khái niệm tiếp theo là khái niệm đặc tính của kháng sinh. Thì kháng sinh nó sẽ có cái hiệu quả là kiềm khuẩn hoặc là diệt khuẩn. Kiềm khuẩn là nó chỉ kiềm hãm sự phát triển của vi khuẩn mà thôi, chứ nó không có làm chết cái tác nhân đó. Và kiềm khuẩn nó chỉ có hiệu quả khi nào? Khi mà cái con mới nó được đẻ ra, nó ngăn không cho cái con mẹ đẻ ra con, chứ nó không diệt được cái con mẹ. Nhớ nha, kháng sinh đa phần nó chỉ ngăn cái việc mẹ đẻ ra con thôi, hình thành cái con mới thôi, tại vì nó tác động vào các cơ chế hình thành vi khuẩn mà, còn nó không có diệt được cái con mà đã hình thành rồi. Cái con mà đã hình thành rồi á, thì cuối cùng cái gì diệt nó thì chính là cơ thể mình sẽ diệt nó, cơ thể mình sẽ làm cái nhiệm vụ còn lại là diệt những cái tàn dư còn lại. Thì kháng sinh nó chia ra kiềm khuẩn và diệt khuẩn. Để hiểu được kiềm khuẩn diệt khuẩn thì mấy em sẽ tìm hiểu đến cái khái niệm là MIC và MBC. Thì nhớ là có năm ngoái chị có nói đến MIC không? Ở đây á là hai cái từ này á là từ viết tắt của tiếng Anh ha, là nồng MIC á, MIC á là viết tắt của nồng độ ức chế tối thiểu. Mà mấy em phải quan sát được bằng mắt thường ha, quan sát được bằng mắt thường. MBC á là nồng độ diệt khuẩn tối thiểu, nồng độ diệt khuẩn tối thiểu. Hai cái này được đo, được thể hiện ở đâu? Ở trong phòng thí nghiệm ha, ở trong phòng thí nghiệm, ở trong lab. Và hiển thị trên bảng kháng kháng sinh đồ mà gửi cho lâm sàng á, đến tay bác sĩ á, thì chỉ có một chỉ số thôi, đó là MIC thôi, còn MBC là không có nha. Rồi cái cách thực hiện như sau là khi người ta gọi là phương pháp pha loãng á, cái phương pháp pha loãng thì người ta sẽ lấy cái ống nghiệm, trong đó là người ta sẽ để một lượng vi khuẩn nhất định 0.5 mắc vạch lăn ha. Sau đó người ta sẽ cho lần lượt kháng sinh vào với cái nồng độ là tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi dần. Cái nhỏ nhất người ta sẽ để 0.25. Thì tiếp theo sẽ là gì? 0.5 là 1, là 2, là 4, 8, 16, 32. Hoặc người ta sẽ để ở một cái dạng là nhỏ nhất là 0.03. Thì tiếp theo sẽ là bao nhiêu?
nhân đôi lên hả chị? Ừ, nhân đôi lên ha. Đó là hai cái cách. Sau này mấy đứa đi lâm sàng á, mấy đứa sẽ nhìn vào cái bảng kháng sinh đồ á, mấy đứa sẽ để ý cái chữ MIC, MIC này. Mấy đứa sẽ thấy là nó là bao nhiêu ha. Thì ở trên lâm sàng thực tế người ta sẽ không dùng những cái ống nghiệm như thế này đâu, tại vì nó gọi là nó phức tạp quá, đỏ này nọ rồi tốn công quá đi. Thì người ta mới dùng cái y test như thế này ha. Người ta dùng một cái đĩa giấy y test như thế này, cũng có cái nồng độ kiểu nâng bậc dần như vậy á. Rồi chị quay lại cái nồng độ pha loãng ha. Thì khi đó người ta sẽ quan sát cái sự mọc lên của vi khuẩn. Thì ở cái lọ nào á mà không còn đục nữa ha, lọ số 2 ha, lọ ở vị trí 2 là nó đục, mấy em có thể nhìn thấy được cái sự mọc lên của vi khuẩn đúng không? Nhưng đến lọ số 4 là mình đã không thấy đục, chứng tỏ là vi khuẩn không có mọc lên. Thì mình nói MIC của cái kháng sinh này nè, cái kháng sinh A này nè, đối với cái con vi khuẩn X này nè, kháng sinh A có MIC bằng mấy? Bằng 4 ha. MIC bằng 4. Tuy nhiên không có nhìn thấy vi khuẩn đục, vi khuẩn mọc lên bằng mắt, không có nghĩa là trong đó không có vi khuẩn, đúng không? Thì người ta mới lấy cái nước ở trong cái lọ này, người ta đi ký ở trên một cái đĩa thạch Petri ha. Thì người ta thấy là nó vẫn mọc rất là nhiều vi khuẩn. Thì người ta sẽ ký lần lượt các lọ ở phía sau vào Petri luôn, và hộp Petri luôn. Người ta sẽ quan sát ở cái đĩa nào mà cái lượng vi khuẩn giảm đột ngột hoặc là mất hẳn hoàn toàn, thì người ta gọi cái đó là MBC, MBC ha. Vậy MIC, MIC của kháng sinh A là bằng 4 và MBC là bằng 16 nha. Vậy tương tự, mấy nhìn lên đây, mấy sẽ thấy cái phương pháp y test này nè, nó đang chỉ MIC bằng mấy? Một chấm năm đó chị. 1.5, nhưng mà mình phải trả bằng về bằng 2. Tại sao lại trả bằng 2 mấy đứa biết không? Chị nói dưới đây nè, chị nói nồng độ cấp nhân 2 đó, nhớ không? Nồng độ kháng sinh cho vào lúc nào cũng nhân 2 hết trơn á, nhân đôi lên hết á. Tại vì cái sinh phẩm nhà sản xuất, người ta sản xuất theo cái bậc này, nhưng mà khi mình trả thì theo quy định của xe của bên lab á, là mình phải trả là bằng 2. Nghĩa là khi mà các em là bác sĩ á, các em tiếp nhận á thì cái mà em nhận được sẽ là MIC bằng 2, và cái kháng sinh này là kháng sinh vancomycin nha. Vancomycin có MIC bằng 2 đối với vi khuẩn gì đây? Khuẩn X ha. Vi khuẩn này chị chưa biết y khuẩn gì, khuẩn X nha. Rồi đến đây mấy bạn hiểu chưa? Hiểu được MIC và MBC chưa? Dạ chị ơi, cho em hỏi là nếu mình làm cái e-test này á, là mình chỉ kết luận được MIC thôi hả chị? Đúng rồi. Còn cái MBC là vẫn phải cấy đi ra. Đúng rồi. Dạ. Nên cái con số mà có ý nghĩa trên lâm sàng và hiện nay đang sử dụng ở tất cả các sách luôn, có cả các sách mà em đọc luôn, người ta chỉ dùng cái MIC thôi. Những cái ra sau mấy em sẽ thấy tại sao người ta chỉ dùng MIC thôi. MBC á, thật nhất thì mấy đứa thấy nó rất có ý nghĩa đúng không? Mình biết được chắc chắn luôn. Nhưng mà nó thực hiện nó phức tạp quá đi. Không phải một bệnh nhân em đặt đến 30 cái kháng sinh, chẳng lẽ 30 kháng sinh em làm đến 10 hộp như vậy, không có được đúng không? Nên thành ra nó quá phức tạp, mình sẽ không dùng tới. Thì cái ứng dụng của mình là MIC. Rồi, chị qua slide tiếp theo nha. Mấy chị bị treo luôn vậy. Thấy slide số 9 chưa?
Dạ chưa, nó hơi chậm á chị. Dạ tụi em thấy rồi ạ. Rồi, ở đây á, mấy bạn sẽ quan sát là mấy bạn sẽ để ý là MBC á, nó bằng hoặc là lớn hơn MIC, đúng không? Nó bằng hoặc là lớn hơn MIC. Người ta làm nghiên cứu á, người ta thấy là nếu MBC mà nhỏ hơn 4 lần với MIC thì đó là kháng sinh diệt khuẩn. Còn ngược lại, nếu MBC lớn hơn 4 lần MIC thì đó là kháng sinh kiềm khuẩn. Ví dụ như cái kháng sinh A hồi nãy, MBC là bao nhiêu? À, 16 ạ. À. MIC là nhiêu? Là 4, chỉ là nó bằng 4, à, là bằng 4 lần. Vậy cái kháng sinh A đó là kháng sinh gì? Dạ là diệt khuẩn ạ. Diệt khuẩn đối với vi khuẩn X nha. Em phải nói đủ là kháng sinh A là kháng sinh diệt khuẩn đối với cái vi khuẩn X thôi. Còn vi khuẩn Y sao? Không biết đâu nha. Mình phải là mình mới biết được. Rồi, vậy thì em thấy ở đây nó có mối liên hệ giữa MIC và MBC qua cái công thức 4 số 4 như thế này. Vậy nếu MIC mà càng lớn thì sẽ dẫn đến gì? MBC gì? Cũng sẽ càng lớn. Nó lớn đến một cái mức độ. Chỉ ví dụ nó không còn là 4 nữa mà nó là 16 thì sao? Nếu MIC là 16 mà nhân 4 lên là nhiêu? Là đến 60 mấy hả? 64 lận. Mà nếu mà MBC mà nó cao như vậy á, tức là nó có khả năng bằng hoặc là lớn hơn 64 á, thì như vậy thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp là nó sẽ đến cái liều độc. Lúc đó là nó không còn, nó đã kìm, nó chỉ là kìm khuẩn thôi mà nó còn đi độc cho người nữa, thì cái kháng sinh đó nó sẽ không nên được lựa chọn nữa. À, nên người ta mới đưa ra một cái câu khuyên rằng á, khi các bạn lựa chọn kháng sinh cho điều trị bệnh nhân á, thì mấy bạn nên lựa chọn cái kháng sinh nào có MIC thấp trong cùng một nhóm kháng sinh. Trong cùng một nhóm kháng sinh, nhớ nha. Rồi, để ví dụ chị sẽ cho mấy bạn thấy một cái kháng sinh đồ, và các bạn thử lựa chọn cho chị xem là mình nên dùng cái nào. Ủa, rồi các bạn có nhìn thấy cái hình ảnh chị xe chưa? Dạ thấy chị. Rồi, đây là vi khuẩn là E. coli nha. Đây là kháng sinh đồ của E. coli trong máu, trong máu có nghĩa là bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết á. Thì nếu bạn với kiến thức hiện tại tại thời điểm này, bạn sẽ lựa chọn kháng sinh gì trị cho bệnh nhân? Dạ, em thì em chọn ceftriaxone. Có lựa chọn khác không? À, dạ, dạ, em chọn. Nói đi, bạn nói. Thì em dựa vào cái MIC thì em sẽ chọn cái imipen em ạ. Với cái MIC bé không bằng 0.25. Nên á, chị muốn đưa ra để tụi em biết một điều á, là cái câu hồi nãy mấy em cũng chưa hiểu hết. Khi mà mình lựa chọn kháng sinh điều trị cho bệnh nhân thì mình nên lựa chọn kháng sinh thứ nhất là có MIC thấp. Thứ nhất là nhạy, phải không? Nó phải nhạy đã chứ. MIC thấp mà nó kháng thì cũng nói chi, nhạy ha. À, sau đó là phải cùng một nhóm, trong cùng một nhóm. Imipenem và ceftriaxone có cùng một nhóm kháng sinh không?
Không biết. Biết không? Không biết. Cũng là beta lactam đúng không chị? Ceftriaxone và imipenem nó sẽ khác nhóm kháng sinh, à, nó không cùng một, nó cùng là nhóm beta lactam nhưng mà nó không thuộc chung, nó vẫn chia ra hai nhóm riêng biệt, đó là cephalosporin và nhóm carbapenem. Thì cái lựa chọn đối với bệnh nhân này ở lâm sàng, người ta sẽ sử dụng kháng sinh như sau. Thứ nhất là người ta sẽ sử dụng ceftriaxone. Thứ hai là người ta sẽ sử dụng piperacillin tazobactam. Bạn thấy không? Cái chữ piperacillin đây không? Có MIC bằng 4 á. Dạ thấy ạ. À. Đó, ha. Đây là hai cái kháng sinh lựa chọn. Còn lại nhảy quá trời luôn, tại sao chị không chọn? Ha. Tại sao chị không chọn? Thì thưa, gentamicin là kháng sinh kiềm khuẩn. Kiềm khuẩn, trong khi ceftriaxone, piperacillin, tazobactam là kháng sinh diệt khuẩn. Giữa kiềm khuẩn và diệt khuẩn trong một cái bệnh cảnh nhiễm trùng huyết, chị sẽ lựa chọn lâm sàng, mấy em là bác sĩ, mấy em sẽ lựa chọn kháng sinh diệt khuẩn chứ không phải là kiềm khuẩn để điều trị. Nha. Tuy nó nhạy, tuy MIC nó cũng bằng một. Nha. Được chưa? Rồi. Có thể phân tích nhiều lắm nhưng mà tại vì chị chưa có dạy hết vấn đề mấy đứa là chị cũng không nói, không đề cập đến, mình sẽ đi từ từ ha. Đi đến đâu thì lại mang cái bài này ra phân tích tiếp. Rồi, quay lại bài học của mình. Thì ở đây diệt khuẩn, kiềm khuẩn và diệt khuẩn là thứ nhất mình sẽ dựa vào MIC và MPC. Thứ hai á là người ta có sẵn luôn, người ta tính sẵn cho mình luôn ấy, người ta nghiên cứu biết bao nhiêu năm nay rồi, cả bao nhiêu lớn hơn tuổi đời của chị em chúng ta rồi, người ta đưa ra luôn cho mình cái bảng kiềm khuẩn và diệt khuẩn nha. Thì cái bảng ở đây, một bạn nào đó đọc cho chị đi. À, đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới, kháng sinh nào là kháng sinh kiềm khuẩn, kháng sinh nào là kháng sinh diệt khuẩn. Đọc to lên. Bạn nào? Dạ, diệt khuẩn là có nhóm aminoglycosid, beta-lactam, vancomycin, daptomycin, teicoplanin, telavacin, quinolone, rifabin với lại metronidazole vậy. Ờ, cảm ơn em. Rồi, nhóm kiềm khuẩn. Đọc tiếp nhóm kiềm khuẩn luôn em bé. Dạ, nhóm kiềm khuẩn là có chloraminicol, erythromycin, với lại các họ của macrolide. Đúng không? À, rồi tiếp clindamycin, sulfonamide, trimethoprim, tetracycline, tigercycline, linezolid, với lại quinopristine. Đáp Forestine ha. Rồi. Đọc cho quen đi ha. Không sao hết trơn. Đọc đúng đọc sai thì nó cũng là kháng sinh đó. Không sao đâu. Chị chưa chắc gì đọc đúng ha. Tụi em đọc còn hay hơn chị. Tại chị quen nhìn mặt chữ thôi. Chị quen với mấy cái thuốc này thôi ha. Rồi. Mấy đứa sẽ thấy là ở đây người ta chia làm hai nhóm là kiềm khuẩn diệt khuẩn đúng không? Và người ta nghiên cứu người ta thấy rằng á, nếu mà em kết hợp kháng sinh á, kết hợp kháng sinh á, thì khi mà các em kết hợp giữa các nhóm diệt khuẩn với nhau, giữa các nhóm diệt khuẩn với nhau là cái nhóm mà bactericidal á, thì nó sẽ mang tác dụng cộng hoặc tác dụng tăng mức. Có nghĩa là cái dụng, cái khả năng tiêu diệt được vi khuẩn nó sẽ là tăng hơn, ha, tăng hơn. Còn đối với những cái nhóm mà kiềm khuẩn á,
khi mà các bạn kết hợp thuốc với nhau á thì nó sẽ cho tác dụng cộng. Nhưng mà mình phối hợp giữa nhóm diệt khuẩn và nhóm kiềm khuẩn á thì nó sẽ mang đến cái hiệu quả bất lợi. À, bất lợi là người ta thực hiện cái nghiên cứu ở trong dịch não tủy thì người ta thấy rằng là cái việc kết hợp giữa một nhóm diệt một cái kháng sinh nhóm diệt khuẩn với một cái kháng sinh nhóm kiềm khuẩn á thì nó lại không mang lại hiệu quả mà nó còn tăng cái tỷ lệ tử vong hơn cho bệnh nhân nữa. Nên người ta nói rằng là mình không nên kết hợp cái kháng sinh giữa hai nhóm này với nhau. Nhưng mà ở đây chỉ có ghi một cái ghi chú mà bạn để ý là nó có tính tương đối thôi, nó có tính tương đối ở một số cái mặt bệnh nào đó thôi. À, vì không có gì là tuyệt đối mà trong y khoa hay không có gì là tuyệt đối mà, thì có những cái trường hợp ngoại lệ mình có quyền kết hợp ha, mình có quyền kết hợp, và khi đó thì bạn phải hiểu cái cơ chế tại sao mình lại kết hợp trong những cái trường hợp đó, là tại vì cái phổ hoạt động á, cái phổ tác dụng của cái kháng sinh đó nó không phủ hết nên mình bắt buộc phải kết hợp, và mình sẽ kết hợp lựa chọn cái nào mà mang lại cái hiệu quả nó tốt, nó không có tác dụng phụ, phối hợp với nhau, nó không đem lại tử vong cho bệnh nhân thì mình sẽ kết hợp. Thì như vậy thì mình phải dựa trên những cái nghiên cứu trước đó, những cái chứ mình không phải mình thích kết hợp cái nào với cái nào cũng được, không có ha, mình phải dựa trên những cái nghiên cứu. Rồi tới cái khái niệm tiếp theo là cái khái niệm BKMD. Cái MIC và cái MBC là cái số liệu nó cho bằng cách nó cho ra trong phòng thí nghiệm, đúng không? Có là in vitro. Còn khi mấy bạn ứng dụng trên lâm sàng á, ở cái nồng độ đó có diệt được cái con vi khuẩn đó hay không, mình chưa có chắc được. Tại vì nó còn phụ thuộc vào cái cơ thể của bệnh nhân. Nên thành ra người ta sẽ sử dụng cái tỷ lệ BKBD để tối ưu hóa cái việc sử dụng kháng sinh đối với bệnh nhân. Vậy BKBD là gì? Là động dược động học trên dược lực học. BK là sự thay đổi nồng độ của một kháng sinh trong cơ thể theo thời gian. Còn BD là mối liên hệ, mối quan hệ giữa nồng độ với hiệu quả của kháng sinh trên vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể. Thì nó có nghĩa là xét cái mối tương quan giữa thuốc, cơ thể và tác nhân gây bệnh để mà nó cho ra một cái hiệu quả, mình biết được là nó có hiệu quả cho bệnh nhân đó hay không. Thì nó sẽ có ba cái chỉ số để mình biết, đó là mấy bạn sẽ nhìn mấy bạn sẽ nhìn vào cái sơ đồ, mấy bạn sẽ thấy là nó có các chỉ số như sau: Cmax, AUC ha, và T. Thì các chỉ số này đều đặt trên một cái mẫu là MIC hết. MIC hết. Và đây là tỷ lệ ha, hai cái đầu tiên là tỷ lệ. Cái sau là cái T á, là cái phần trăm. Phần trăm chứ không phải tỷ lệ nha. Nó đều phải cần có MIC để mà giải quyết được cái vấn đề này hết trơn á. Nên đó lý do mà chị nói là MIC nó có giá trị ở trên lâm sàng. Có giá trị trên lâm sàng. Và cái việc quan trọng của MIC bây giờ càng ngày càng nhiều. Hồi xưa á, cái lúc mà cái thời cách đây 5-10 năm á, người ta không có chú trọng đến MIC gì hết. Người ta cứ điều trị, mấy em cứ thấy vậy thì đánh vậy, chứ không có quan trọng là mình cứ thấy nhạy mình đánh mà mình không biết là cái này với cái này cũng nhạy thì mình chọn cái nào đó lý do. Thì bây giờ MIC nó được đề cao lên rồi ha, biết được là có nhiều cái ứng dụng với cái MIC hơn rồi. Thì dựa trên cái BKBD, người ta sẽ chia cái kháng sinh ra làm kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ và kháng sinh phụ thuộc vào thời gian ha. Thì ở bên cạnh á, chị sẽ để kháng sinh liệt kê cho bạn thấy. Thì ở đây á, trên lâm sàng nó có hai cái kháng sinh đang được ứng dụng, đó là aminoglycosid, nghe cái họ ha, chứ không phải cái tên kháng sinh đâu nha, và glycopeptide. Rồi ở dưới đây là
beta-lactam. Thì hai cái trên phía trên này nè, người ta đang ứng dụng cái nồng độ, có nghĩa là gì? Em truyền cho bệnh nhân thuốc đó vào người thì em cần phải biết được là nồng độ mà em truyền cho bệnh nhân là bao nhiêu mới là tốt. Có đạt được đến cái ngưỡng MIC chưa? Cái tỷ lệ đối với MIC nó có đạt chưa? Chứ không phải là mình muốn truyền bao nhiêu là truyền, liều bao nhiêu, sách ghi bao nhiêu là cũng là bài trang trong sách, mà không có phụ thuộc vào cái cơ thể của bệnh nhân. Rồi còn đối với beta-lactam, linezolid ở những cái nhóm mà phụ thuộc vào thời gian á, thì cái sử dụng nó đơn giản hơn. Với guideline sắc cỡ người ta ghi sao thì mình dùng y chang lại cũng được, tại vì cái thời gian nó không có thay đổi. Cái thời gian nó không có thay đổi, còn cái nồng độ thuốc á, nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào cái cơ thể của bệnh nhân, và đặc biệt là phụ thuộc vào gì, là chức năng thận. Chức năng thận, thuốc mà thải không được thì nồng độ nó sẽ tích lũy và nó sẽ cao dần. Còn thời gian thì nó không có phụ thuộc lắm là bệnh nhân, nên thành ra cái thuốc này nè mình sẽ không cần phải điều chỉnh nhiều, nhưng mà ở những cái nhóm thuốc trên á, thì mình điều chỉnh rất là nhiều. Rồi đến đây mấy bạn có hỏi, có thắc mắc gì không? Không thắc mắc gì chị đi tiếp nha. Ôi chị ơi, còn cái nhóm mà nó ở dưới đường cong á là cái gì chị? Là cái nhóm phụ thuộc vào, nó đúng á, là nó sẽ nói là phụ thuộc vào thời gian và cái khả năng thải thuốc á, cái thời gian mà thuốc nó còn ở trong máu á, nó trung bình hoặc là dài. Nhưng mà nói vậy thì mấy bạn, chị sợ là mấy bạn khó hiểu, nên chị hay cái dùng từ cái chung chung á, là mấy bạn cứ hiểu là nó ở trung gian, ở cái giữa nồng độ với thời gian á. Có nghĩa là khi mình dùng cho bệnh nhân thì mình còn phải theo dõi cả nồng độ, cả thời gian luôn. Cả nồng độ, cả thời gian luôn. Dạ rồi. Thì ở đây mình có hai cái ứng dụng kháng sinh là aminoglycosid và elicobeptide, là hai cái kháng sinh điển hình là gentamicin và vancomycin. Sau này mấy đứa đi lâm sàng mà mấy đứa thấy bác sĩ là dùng cái liều đó mà cứ như ngày hôm sau á lại đổi một cái liều khác á, thì mấy đứa thử hỏi các bạn tại sao bác sĩ đổi vậy, và đổi dựa trên cái gì, người ta sẽ giải thích cho bạn nghe là người ta sẽ phụ thuộc vào BKBD để người ta đổi nha. Nó có công thức hết á, nó có cái data dữ liệu để mình dùng hết. Kháng sinh lý tưởng thì là một cái kháng sinh mà đầu tiên á mấy đứa phải, cái kháng sinh nó phải phủ được tốt cái vi khuẩn mà mấy bạn đang muốn nhắm tới, có nghĩa là phổ kháng khuẩn phù hợp với bệnh cảnh lâm sàng. Thứ hai là không gây độc tính cho bệnh nhân, hấp thu tốt. Thứ ba là có khả năng phát không có khả năng phát triển tính đề kháng cho vi khuẩn nha, hoặc là thấp thôi cũng được, nhưng mà cái này là cái ưu tiên số 3. Cái ưu tiên thứ tư là không có những cái side effect cho bệnh nhân, không có quá mẫn cảm cho bệnh nhân. Thứ tư á, thứ năm á là phân bổ nhanh và vào mô rộng. Còn những cái dưới á là cái tương đối thôi. Ví dụ như là thời gian bán hủy dài, mình dùng một ngày một cử thì nó sướng, nó thích hơn là dùng một ngày ba bốn cử, đúng không? Suốt ngày mấy bạn phải đi tiêm thuốc, mấy chị điều dưỡng bạn có biết thấy cực cỡ nào rồi đó. Cứ tưởng tượng một bệnh nhân mà một ngày tiêm 4 cử, bệnh nhân cũng mệt mà điều dưỡng cũng mệt. Không tương tác thuốc khác, đường dùng thuận lợi, giá thành không quá cao. Đó là những cái yếu tố của một cái kháng sinh lý tưởng. Thì những cái yếu tố phía trên là những cái yếu tố mà phải nên ưu tiên. Còn những cái dưới thì tương đối thôi, cân nhắc. Rồi mấy bạn làm một cái khi lâm sàng thử,
Thì các bạn coi thử cái bệnh nhân này là bệnh nhân viêm phổi luôn ha, triệu chứng thì nó rất là phù hợp với viêm phổi. Thì tới đây rồi thì mấy bạn sẽ chẩn đoán bệnh nhân là viêm phổi cộng đồng hay là viêm phổi bệnh viện. Này chị đang nói đến viêm phổi vi khuẩn thôi nha, chị không nói đến viêm phổi virus nha. Bạn có thực hiện cấy đàm hay không? Mà nếu thực hiện cấy đàm thì bạn sẽ nghĩ đến tác nhân nào thường gặp nhất? Và khi nghĩ như vậy thì các bạn sẽ sử dụng kháng sinh gì? Mình đi lâm sàng rồi, mình thấy ở bệnh viện Thống Nhất người ta điều trị sao? Có bạn nào thử không? Dạ Minh, alo. sorry em, chị gọi Dạ Minh, em thì bạn bạn nào vừa nói vậy? Dạ em Phong. Vậy thôi Phong em nói đi. Dạ em nghĩ thì bệnh nhân này có thể là bị viêm phổi cộng đồng. Tại vì bệnh nhân không có yếu tố nhiễm viêm phổi bệnh viện, bệnh nhân nhiễm viêm phổi cộng đồng là bệnh nhân ở ngoài cộng đồng. Thì em nghĩ thì cái tác nhân mà gây viêm phổi cộng đồng thì sẽ là cái nhóm gram dương, thì đặc biệt là con Staphylococcus pneumonia. Em Thì em sẽ ưu tiên là chắc em sẽ sử dụng cefaclor borin thế hệ 3, tại vì cái cefa thì nó sẽ nhảy với cái nhóm Staphylococcus pneumonia. Ngoài ra thì em có thể sử dụng như là penicillin bán tổng hợp. ví dụ. Có thể như là oxacillin. Oxacillin. Hoặc là nhóm amino kết hợp với lại penicillin bình thường như là amoxicillin. Đi. Hợp với lại amino. Amino đây muốn kết hợp với gì? Kết hợp với nhóm amino là ra thành ra Aminoglycosid đó hả? dạ Gentamicin hay amikacin? dạ gentamicin dạ không em gentamicin thì lại kiềm khuẩn. Dạ không, em muốn nói tên ví dụ nhóm amox đó chị, amoxicillin. Amóc hay là amóc? Rồi, augmentin. Dạ rồi. Rồi. Các bạn nào có suy nghĩ khác không? Không, em là y 17 hay là... Dạ em là IC017. Ok. Rồi. Vậy mình biết đã biết được là đối với cái bệnh nhân này nè, là nếu mình nghĩ là viêm phổi cộng đồng thì mình đánh cefa3, penicillin bán tổng hợp, augmentin hoặc là oxacillin có được hay không? Ha, mình sẽ đi xuống tiếp cái phần mà những cái thuốc. Để giải đáp cho cái câu hỏi, cái khi đó chị có một cái bài cái phần phía sau luôn, nên mình nói về viêm phổi luôn ha, nên chị không có nói ở bây giờ. Rồi đi đến cơ chế của kháng sinh thì mấy bạn biết rồi, thì kháng sinh sẽ phân thành các nhóm dựa trên cái cấu trúc hóa học, cấu trúc hóa học và cái cơ chế tác động của nó lên vi khuẩn, thì người ta sẽ phân theo cái vị trí. Ở đây á, là cái hình của con vi khuẩn ha, hình tròn của con vi khuẩn. Nó sẽ các nhóm là nhóm ức chế tổng hợp vắt, trong đó cái họ bự là beta lactam, trong đó, trong beta lactam nó sẽ chia nhỏ ra là cái nhóm penicillin, nhóm cephalosporin, nhóm carbapenem, nhóm monolactam. Là tiếp theo bên cạnh cái họ beta lactam á, thì sẽ có những cái họ khác là như cái họ lycopeptide, trong đó có
nhóm mà ức chế tổng hợp nucleic acid thì sẽ có là quinolone và rifamycin. Còn đối với nhóm đối với tổng hợp acid là tổng hợp folate thì nó sẽ có là sulfonamide trimethylrim ha. Đối với cái nhóm mạng ký của chromosome 30S ha, thì cái hai tiểu đơn vị này thì nó sẽ chia nhỏ ra những cái họ như là mà myrolid, linazolid, chlorpharamphenicol, triptoramin, tetracycline. Thì nhìn tiếp qua cái hình biểu đồ tiếp theo á, em sẽ thấy rằng là A được sử dụng nhiều nhất trong tất cả các kháng sinh, trong tất cả các họ kháng sinh, thấy không? Riêng cái nhóm cephalosporin đã chiếm hàng đầu 23%, 16%, phải gần 4%. Còn lại các nhóm khác là như quinolone hô hấp nha, fluoroquinolone thường gọi là quinolone hô hấp, macrolide, tetracycline và những nhóm khác. Thì ở đây chị tổng hợp lại thôi ha, chị tổng hợp lại và nói một cái số cái lưu ý trong các cái kháng sinh đó, ví dụ như là cái kháng sinh đó tác dụng vào vị trí thì ví dụ như là beta lactam thì nó ở người tế bào người thì không có những cái vách như cấu trúc như dạng, sẽ hiểu rằng là khi mình sử dụng cái kháng sinh đó thì nó sẽ không có gây nguy hiểm tế bào của người, tại mình đâu có cấu trúc đó đâu. Nhưng mà nó sẽ có nhiều khác qua cái gần là từng nhóm đó. Đầu tiên là nhà thì bạn á, khi mà chị nói mà thấy lạ quá thì bạn nhớ nhắc chị nha. Kháng sinh mà ức chế tổng hợp vách á thì là kháng sinh diệt khuẩn, trong đó gồm hai họ lớn ha, là beta lactam và lycopeptide. Beta lactam có những cái nhóm như sau là penicillin, cephalosporin, cefamycin, monobac. Trong đó thì lycopeptide thì sẽ có vancomycin, teco lanin. Nhà tên. Thì bạn nhìn chung ở cái dưới, nhưng mà tụ chung lại cuối cùng là nó làm cho cái việc hình thành vách tế bào á yếu đi, nó bẻ gãy những cái liên kết chéo giữa những cái chuỗi peptidoglycan, làm cho cái vách của bạn bị chết ha, sẽ bị chết, bị phá vỡ. Đối với vancomycin á thì nó tác động vào cái vị trí là D ala của cái việc hình thành cầu nối cross linking, cầu nối chéo. Còn đối với beta lactam á, họ beta lactam họ thì nó sẽ kết, nó sẽ gắn ức chế vào cái vị trí BBB, có nghĩa là chữ viết tắt của penicillin binding protein ha, enzyme BBB, penicillin binding protein, dẫn đến là hai cái vị trí này là hai cái vị trí quan trọng để hình thành cái liên kết chéo ha, để hình thành cái vách của vi khuẩn. Thì vancomycin ở đây á thuộc nhà họ lycopeptide đúng không,
Và nó có một cái câu rất là hay là vancomycin là vô giá. Vô giá tại vì nó ứng dụng rất là nhiều. Mấy đứa thấy là nó là diệt khuẩn nhưng mà phổ tác động của nó không rộng. Không rộng. Nó chỉ tác động được lên vi khuẩn gram dương mà thôi. Gram dương mà thôi. Nó không có tác dụng được lên gram âm. Nó, tại vì cái gram âm á, muốn vô được đến vách á, thì nó phải đi qua cái lớp màng ngoài của vi khuẩn gram âm. Mà cái cấu trúc của cái kháng sinh này nó khó để đi qua được cái màng ngoài. Nên thành thử là nó chỉ tác cái phổ của nó chỉ tác động lên gram dương là chủ yếu. Nên đôi khi á, nó là diệt khuẩn nhưng mà phổ của nó không rộng. Không rộng. Hiện nay người ta đã sử dụng thêm, người ta đã tái tổng hợp, tái tổ hợp. Người ta tổng hợp thêm những cái kháng sinh khác cũng thuộc cái nhóm lycopeptide này, đó là tecolanin và telavancin, dapavancin. Đây là những cái kháng sinh mới khi mà vi khuẩn mới có kháng với lại vancomycin á, thì mình sẽ sử dụng với những cái kháng sinh mới này. Rồi, chị liệt cái cụ thể phổ tác dụng của vancomycin thì gồm có là MSA, MSA, streptococci, clostridium, enterococci. Và lưu ý là khi sử dụng vancomycin á, là kháng sinh phụ thuộc vào AUC trên MIC á, thì mấy bạn phải theo dõi được cái nồng độ kháng sinh khi sử dụng. Để mất công lại gây, nếu mà mình để cái nồng độ nó quá cao á, nó sẽ gây những cái tác dụng bất lợi, ví dụ như là hội chứng đỏ da và độc thận. Đây là những cái side effect mà rất là thường gặp trên lâm sàng. Gặp một lần là nhớ miết. Sử dụng kháng sinh khoảng 2 ngày là bệnh nhân suy thận luôn, nếu mà mấy em không có theo dõi được cái nồng độ kháng sinh. Hoặc là bệnh nhân đỏ ửng da lên, tróc da, tróc vẩy ra giống như giống như là bị gì trans, hội chứng gì, hội chứng gì mà bị gì tróc da, tróc da chứ. Đúng rồi, đó, bị đó là rất là nặng nề luôn. Nếu mà mình không có phát hiện á, mà mình, tại vì khi mà bệnh nhân vào những cái này mình phải ngưng thuốc ngay lập tức cho bệnh nhân chứ mình không có tiếp tục sử dụng nữa. Tại vì để nặng lên cái tình trạng đó thì sẽ dẫn đến là sốc phản vệ, đúng không? Rồi hoặc là nhiễm trùng da, tại vì bị tróc hết da ra mà sẽ bị nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết. Rồi. Tiếp theo là cái nhóm cũng là cái họ trong cái thuốc ức chế tổng hợp vách là fosfomycin và cycloserin. Thì hiện nay á, cái ứng dụng của fosfomycin nó nhiều hơn. Nhiều hơn á, là tại vì á, mấy cái thuốc mà mấy bạn đang dùng á, nó kháng hết trơn rồi. Cái thế là người ta lại quay lại những cái thuốc mà cổ xưa. Fosfomycin nó lâu lắm rồi, có lâu lắm rồi. Người ta lại quay lại ta sử dụng, và sử dụng thường là sử dụng trong cái nhiễm trùng tiểu không biến chứng và điều trị ngoại trú cho nhiễm trùng tiểu. Rất là hay là mình chỉ cần điều trị một liều duy nhất thôi, fosfomycin một liều duy nhất là bệnh nhân hết. Phổ tác dụng của fosfomycin là lên gram âm ha, lên trực khuẩn gram âm, cả cả những cái trực khuẩn gram âm mà có sinh, có tiết men kháng thuốc ha, tiết men ISBL. Còn đối với cycloserine thì đây là một cái kháng sinh dùng để trong điều trị lao. Ưu tiên chỉ để dành điều trị lao mà thôi. Và điều trị lao là lao đa kháng, cái lao thường cũng không có dùng. Đi đến cái họ lớn là họ betalactam. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái vị trí của nó là BBB ha, mà chị có nói đến rồi. Sẽ chia ra làm các nhóm nhỏ nữa. Thì ở đây chị chỉ vẽ ba cái nhóm thường gặp thôi, còn hai cái nhóm mà ít gặp á, cefamycin với lại monobactam á, thì chị không có vẽ ra đây. Đơn giản là chị bị hết slide chứ không có gì hết trơn á. Thì penicillin nó sẽ được chia nhỏ thành penicillin G, dẫn xuất của penicillin G và penicillin V, là ba cái gọi là cổ xưa nhất, lâu nhất.
À, còn những cái mới sau này là penicillin bán tổng hợp, giống như Phong nói hồi nãy, bán tổng hợp thì người ta lại chia nhỏ ra làm các nhóm như sau. Thứ nhất á, là penicillin hay còn gọi là penicillin kháng penicillin ACE ha, mấy cái đuôi này là men, có nghĩa là vi khuẩn tiết ra cái men penicillin ACE thì cái nhóm kháng sinh này nè, cái nhóm penicillin bán tổng hợp này nè, nó sẽ diệt được. À, và điển hình của cái nhóm này là oxacillin. Rồi, tiếp cái nhóm tiếp theo là ampicillin. Ampicillin thì nó sẽ có hai cái kháng sinh điển hình hiện nay mình đang dùng, đó là ampicillin và amoxicillin. À, tiếp theo đến penicillin bán tổng hợp phổ rộng. À, là piperacillin, giống như hồi nãy chị có nói đến đúng không? Chị có ví dụ trong E. coli đúng không? Piperacillin tazobactam và ticagrelor. Các nhóm tiếp theo là amino penicillin thì có mexilinam, đây là kháng sinh mới ha, kháng sinh mới. Rồi còn các nhóm cephalosporin và các carbapenem thì mình sẽ nói sau. Penicillin á thì ba cái nhóm đầu tiên á là penicillin G, dẫn xuất của penicillin G hoặc là penicillin V, thì đây là những cái kháng sinh mà kém bền với axit ha, kém bền với axit, chỉ riêng penicillin V là có bền với axit thôi, còn hai cái đầu tiên là kém bền với axit. Và cái phổ hoạt động của nó chính á là cái phổ Gram dương, nó sẽ hoạt động tốt hơn là cái phổ Gram âm ha, hoạt động rất là tốt với lại Gram dương. Thì ví dụ Gram dương nào thì ở đây chỉ có liệt kê là thứ nhất á, là phế cầu và tụ cầu không sản xuất men penicillin ACE nha. Thứ hai á, là họ liên cầu, mà đặc biệt là liên cầu tán huyết beta, strep tán huyết beta nha. Thứ hai á là Gram âm thì nó sẽ dùng được chỉ cho lậu cầu và não mô cầu. À, đặc biệt nữa là nó là kháng sinh dùng được cho sán khuẩn giang mai. À, tuy nó là cổ điển nhưng với những cái tác dụng này mình vẫn đang ứng dụng nó rất là nhiều. À, à, lưu ý là mấy em ở đây chị cũng có bôi đỏ luôn là đối với trực khuẩn Gram âm thì mình không có sử dụng penicillin vì không, cái phổ nó không có bao phủ được, mà đa phần những cái vi khuẩn Gram âm nó đã tiết ra, nó có cái cơ chế tiết men rất là mạnh, Gamma ha, hoặc là men penicillin A, nó phá hủy được cái kháng sinh này rồi, mình không có sử dụng nó nữa nha. Và vì nó không, cái tính chất là nó không bền với axit, có nghĩa là mấy em sẽ thấy là nó, mình sẽ không dùng được đường uống, sẽ đi qua dịch vị dạ dày và sẽ bị tiêu hủy mất đi, thì như vậy thì mình chỉ dùng được đường truyền thôi. Đa phần penicillin sẽ dùng đường truyền nha, hoặc là tiêm bắp, vâng, đường truyền tĩnh mạch. Còn đối với lại những cái penicillin bán tổng hợp, mình sẽ đi lần lượt từng cái là ampicillin và dẫn xuất của các dẫn xuất của ampicillin. Thì hồi nãy chị có nói rồi là hai cái kháng sinh mà mình hay dùng đến là cái kháng sinh ampicillin và amoxicillin ha. Nhưng mà hiện nay hai cái kháng sinh này mình sẽ không có dùng đơn độc mà mình sẽ kết hợp với chất beta, chất ức chế beta lactamase
để mình tăng cái hiệu quả của nó hơn, tăng hiệu quả của nó hơn, để nó trở thành một kháng sinh phổ rộng nha. Nhớ, chị lặp lại câu nói nãy nha. Hiện nay mình sẽ kết hợp ampicillin với lại những chất ức chế beta lactama để mình đưa nó từ một cái kháng sinh phổ vừa phải trở thành một kháng sinh phổ rộng. Cái kháng sinh phổ rộng. Nó đã, đối với những cái kháng sinh này, nó đã dùng được cả ram dương và dùng tốt được cho cả ram âm nha. Nhưng với điều kiện là những cái ram âm này không có tiết ra những cái men kháng thuốc, không tiết ra những cái men kháng thuốc nè. Và cao cấp hơn cái nhóm là nó dùng được cả đường đường uống, và chính là vậy mà hồi nãy Phong nó mới sử dụng gì, augmentin. Augmentin là amoxicillin cộng với lại một chất ức chế beta lactama là acid clavulanic để điều trị viêm phổi nha. Các amidinopenicillin mới là mesalinam và bismesalinam, thì đây á, là những cái kháng sinh phổ rộng, phổ rộng nhưng mà không có phủ được nhiều vi khuẩn gram dương, mà nó chỉ phủ tốt trên vi khuẩn gram âm là thôi ha. Đặc biệt là những cái vi khuẩn mà có sinh beta lactama nó cũng phủ được, nên vì vậy cái ứng dụng của nó trong việc trong lâm sàng là chỉ sử dụng trong những cái nhiễm trùng mà nghi ngờ là gram âm, như nhiễm trùng tiểu ha. Đối với nhóm penicillin M hoặc là penicillin penicillin A ha, như vậy chị thấy là như vậy nó khó nhớ quá, thì một số sách đó người ta có dùng một cái từ khá là hay, đó là anti staphylococcal penicillin. Thì đây là cái kháng sinh á, để nó chỉ điểm luôn là cái phổ mà nó tác dụng á là nhóm staphylococcal. Trong đó đại diện những cái kháng sinh mình thường dùng đó là oxacillin, cloxacillin, dicloxacillin và methicillin. Methicillin nó là một chất không bền, kém bền. Vì vậy cái việc mình ứng dụng methicillin cho bệnh nhân trên lâm sàng là không có. Mình chỉ sử dụng ứng dụng cái methicillin trong phòng labo mà thôi. Và khi mà mình sử dụng cái methicillin này để test cho staphylococci á, thì mình sẽ biết được đó là chủng nhạy methicillin hay là chủng kháng methicillin. Khi nó nhạy thì mình sẽ được phép phiên giải kết quả nhạy cho toàn bộ các kháng sinh trong nhóm oxacillin, dicloxacillin hoặc cloxacillin là mình dùng hết. Còn khi nó kháng á, thì mình không được dùng cái nào nữa hết á, mình sẽ chuyển qua một nhóm khác, đó là nhóm vancomycin. Ở đây mấy bạn phải phân biệt được hai cái khái niệm là Staphylococcus aureus và chỉ nói chung là Staphylococci á. Nó sẽ bình thường á, nó sẽ phiên giải ra hai cái kết quả là nó có nhạy với penicillin hay không. Thì ở đó em sẽ hiểu là penicillin G. Và cái kết quả thứ hai là nó có nhạy với oxacillin hay không, hoặc là nhạy với methicillin hay không. Thì mình sẽ hiểu nó là thuộc penicillin, nhưng mà cái nhóm anti-staphylococcal hai cái nó khác nhau nha, nó khác nhau nha. Có thể cái chủng đó nó kháng penicillin nhưng mà nó vẫn nhạy với oxacillin, theo đến cái nhóm penicillin phổ rộng hay còn gọi một cái tên là
penicillin kháng với lại pseudomonas, kháng lại pseudomonas. Hai kháng sinh thường dùng là dipyrazine tazobactam và ticagrelor tazobactam. Tazobactam không phải là kháng sinh, tazobactam là chất ức chế beta lactama, nó kết hợp để nó tăng phổ lên, nó tăng cái hoạt tính của kháng sinh lên thôi, chứ nó không có cái tác dụng như một kháng sinh, nó không có tác dụng như một kháng sinh, mà nó làm cho cái kháng sinh này trở thành một kháng sinh phổ rộng, dùng được trong những ca nhiễm trùng nặng và đặc biệt là nhiễm trùng do gram âm, do thôi ha, nhưng đó là kháng sinh dùng rất tốt trong những trường hợp huyết. Tóm lại nãy giờ nói rất là nhiều nhưng mà em có thể học cái slide này thôi, slide này và slide sau là slide tóm tắt. Thì penicillin là cái phổ hẹp, là cái penicillin cổ điển á, penicillin G á, không bền với axit dịch vị và vì vậy mình sẽ dùng đường truyền. Đối với nhóm mới penicillin tổng hợp, bán tổng hợp thì mình sẽ có là penicillin phổ rộng, phổ tương đối rộng, có kết hợp với chất ức chế beta lactama, ví dụ như là ampicillin, amoxicillin, phổ mà nhóm mà có phổ kháng được với lại pseudomonas là dipyrazine tazobactam, ticagrelor tazobactam. Đối với đối với nhóm penicillin kháng được với lại tụ cầu thì sẽ là có oxa, cloxacillin và dicloxacillin, hoặc là lúc flu cloxacillin ha, đều được nha. Và mấy em chú ý thêm cái mesalinam, biết mesalinam nữa. Một số điểm lưu ý là khi mà mấy em gặp streptococci hoặc là xoắn khuẩn á, thì mấy em sử dụng penicillin G, có nghĩa là penicillin cổ điển luôn á, để mình sử dụng, thì đó là first choice, nó là cái tốt nhất để mình sử dụng rồi. Không phải là ceftriaxone mà là penicillin mới là cái tốt, tại vì nó còn nó vô mô rồi, nó cái nhảy nó còn nhảy rất là cao. Tại mình đam mê việc sử dụng là những cái kháng sinh bậc cao mà mình quên lẫn đi những kháng sinh cổ xưa, mà đâm ra thì nó sinh ra những cái chủng mà nó nhảy cái kháng sinh xưa mà nó kháng cái kháng sinh hiện nay. Dạ chị ơi, tụi em không có nghe chị nữa.
Alo. Dạ tôi em nghe chị. Hồi nãy chị bị rớt mạng á, sorry mấy em, chị dừng ở chỗ nào? Dạ hồi nãy Dạ. chị đang ở slide 29 rồi. Alo. Dạ tụi em nghe chị. Hay chị dừng ở chỗ nào vậy em? Dạ hình như nãy là chị cũng đang nói tới cái slide này luôn á. Chị đang nói là dùng penicillin G là kháng sinh để điều trị streptococci, bởi vì liên quan tới cái việc nó đi vào tế bào rồi cái cơ chế của nó. Rồi. Rồi nói chung là penicillin á là kháng sinh tốt nhất để điều trị strepto nha, nên nó là ưu tiên. Ví dụ như trong em nhìn một cái kháng sinh đồ á, mà em thấy là penicillin mà còn nhạy á thì chắc chắn em phải sử dụng penicillin nha, vì đó là cái kháng sinh gọi là thấp nhất, bậc thấp nhất là nó còn nhạy rồi thì mình cứ dùng bậc thấp nhất thôi, rất là tốt. Tại mình người ta không có tìm ra cái không không có tìm thấy nó kháng, không tìm thấy chủng kháng, mình cứ dùng cái đó thôi ha. Còn mình đừng có cân nhắc dùng đến những cái khác, tại vì những cái khác đôi khi cái nồng độ MIC nó còn cao hơn là cả cái penicillin nữa. Đối với amoxicillin và ampicillin á, thì khi kết hợp với chất beta lactam mình sẽ có một cái kháng sinh mở rộng, mình sẽ sử dụng được cả cái gram phủ, được cả gram dương, cả gram âm. Oxacillin á, là kháng sinh tốt nhất cho staphylococci còn nhạy với methicillin, hay đơn hay còn gọi là MSSA ha. Oxacillin là kháng sinh tốt nhất cho MSSA. Mấy đứa đừng, sau này mấy đứa sẽ thấy là bác sĩ rất là thích xài linezolid, vancomycin, tecolanin, những kháng sinh mới cho staphylococci dù kháng cũng dùng. Nhưng mà mấy đứa phải biết rằng là nếu mà dùng đúng thì oxacillin mới là lựa chọn tốt nhất cho MSA, vì nó vào mô rất tốt, tốt gấp 10 lần cả vancomycin nha. Nếu nó còn nhạy thì nó vào mô rất tốt, tốt gấp 10 lần vancomycin nha. Còn khi nó kháng thì mình mới buộc phải dùng với vancomycin mà thôi. Đối với piperacillin và ticagrelor á, thì nếu kết hợp với lại tazobactam, hoặc là axit clavulanic là những chất ức chế beta lactama, thì mình sẽ sử dụng được trong những trường hợp nhiễm trùng nặng, đặc biệt là những trường hợp mà có nghi ngờ nhiễm Pseudomonas. Đối với nhóm cephalosporin thì mấy đứa sẽ lần lượt sẽ thấy là ở đây mình sẽ có một cái hình là cephalosporin thể được chia làm nhiều cách nha, có thể được chia nhiều cách. Cách mấy đứa hay gặp trên lâm sàng nhất là sẽ chia năm thế hệ. Việt Nam mình có bốn thế hệ rồi, thế hệ năm chờ đi, không biết chị chờ được mấy năm ra trường rồi mà chưa thấy nó xuất hiện ở lâm sàng. Thế hệ 5 là dùng được cho cả MSA, gram dương, gram âm nha.
Còn đối với những cái nhóm từ thế hệ 1 đến thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4 á, thì nó sẽ có cái sự thay đổi như sau. Là thế hệ 1, mấy em sẽ thấy là cái phổ hoạt động của nó, râm dương nó sẽ nhiều hơn râm âm. Râm dương nó sẽ mạnh hơn râm âm. Thế hệ thứ 2 thì hai cái cũng tương đương với nhau nhưng mà nó còn ít lắm. Đến thế hệ thứ 3 thì nó nghiêng nhiều hơn về râm âm. Nó nghiêng nhiều hơn về râm âm. Thế hệ 4 cũng vậy, nó phủ rộng hơn thế hệ 3 ở về phía râm âm. Nè, râm dương thì nó cũng không có nhiều, nó chỉ ít thôi. Nè. Còn đối với thế hệ 5 thì nó vừa phủ được râm âm, vừa phủ được râm dương, phủ luôn được cả MSA. Trong khi thế hệ 3 và thế hệ 4 thì 1, 2 luôn, đều không phủ được MSA. MSA là gì mấy đứa? Dạ là tụ cầu vàng kháng methicillin chị. Ừ. Rồi ở đây là cái cập nhật năm 2021 của CSI. Thì mấy đứa đọc sách á, thì mấy đứa sẽ thấy là sách thì cứ vài năm nó mới cập nhật một lần. Trong khi cái CSI á, của châu Âu, của châu Mỹ chứ, của châu Mỹ á, thì nó sẽ cập nhật mỗi năm. Nó sẽ cập nhật mỗi năm và nó có cập nhật thêm những cái kháng sinh mà còn đang nghiên cứu, chuẩn bị được FDA công nhận, nó cũng cập nhật vô luôn. Thì ở đây nó sẽ chia cái cách chia khác là cái cách chia cephalosporin dùng theo đường uống hoặc là dùng theo đường truyền. Ở trên thì nó sẽ chia theo đường truyền, ở dưới là đường uống. Thì nó sẽ thấy là những cái kháng sinh đường uống á, là những kháng sinh mà mang tính ứng dụng, dùng cho bệnh nhân ngoại trú, thì trong đó là cefaclo là xếp đầu tiên luôn. Cefaclo, cedini, ha, đó là những cái kháng sinh mà dùng đường uống rất là tốt luôn. Nó dùng đường uống tốt hơn cả đường truyền nữa, ha, tốt hơn cả đường truyền nữa, nên thành ra nó được ứng dụng trong cái việc là mình điều trị viêm họng, mình điều trị nhiễm trùng đường hô hấp. Bằng râm dương á, cho râm dương á, tốt nha. Còn đối với nhóm cạch bevinem á, thì người ta có cập nhật thêm những cái cạch bevinem mới, nhưng mà chị cũng chưa thấy cái đưa vào sử dụng, chưa được nói đến nhiều. Mà ở đây hiện tại mình cũng chỉ mới nói đến bốn cái cạch bevinem được nhắc đến nhiều là Dori, Eta, Bimi và Mero là nhiều nhất thôi ha. Rồi, nhắc lại là nhóm kháng sinh cephalosporin thế hệ 1, 2 á, thì đường uống là nhiều hơn là đường tiêm. Ha. Và cái ứng dụng của nó dùng trong đường uống và đặc biệt là những nhiễm trùng đường hô hấp trên sẽ nhiều. Hoặc là đường truyền á, thì người ta sẽ sử dụng trong cái dự phòng phẫu thuật, là nhiều. Ha. Thì đến cái nhóm cephalosporin thế hệ thứ 3, thì có ba cái kháng sinh mà mình dùng nhiều, đó là cefotaxime, ceftriaxone, thì sẽ gặp chung lại với nhau để nói, tại vì nó có cái điểm giống nhau, MIC của nó tương đồng nhau, MIC của nó tương đồng nhau bằng cái này kháng chắc chắn cái kia cũng kháng. Thì ở đây cái phổ tác dụng của nó sẽ là phổ của họ râm âm Enterobacteria. Thì trong năm 2021 á, thì người ta đã cập nhật cái họ này, đổi tên rồi. Nó chắc là người ta nghĩ là nó dài quá, khó đọc hay sao á. Nên thành ra người ta đã chuyển một cái họ. Chỉ có ghi ở trên slide ha, Enterobacterial ha. Thì nó ngắn hơn và dễ viết hơn cho mọi người. Đây là cập nhật mới nhất ha, năm 2021. Sau này mà mấy đứa thấy đọc báo, tạp chí hay nọ, người ta dùng từ này thì mấy đứa sẽ hiểu lên là họ trực khuẩn râm âm đường ruột nha. Rồi, phổ tác dụng cao với lại streptomycin, bao gồm cả phế cầu kháng penicillin, mình sử dụng ceftriaxone vẫn được. Đối với ceftriaxone thì thời gian bán hủy dài, cefotaxime thì ít đi tiêu chảy,
nhưng mà cái ứng dụng của nó trên lâm sàng khá là nhiều. Nó được xem là một trong những cái kháng sinh lý tưởng. Ceftazidime thì nó cũng thuộc thế hệ 3, nhưng mà nó cái ứng dụng của nó dùng nhiều hơn đối với Pseudomonas. Nếu mà em thấy Pseudomonas mà còn nhảy về Ceftazidime á thì ngay lập tức nó là first choice. Nó là lựa chọn đầu tiên để dùng cho Pseudomonas còn nhảy, chứ không phải là các kháng sinh khác. Không sử dụng được Ceftazidime, không sử dụng được Ceftriaxone luôn, chỉ sử dụng Ceftazidime mà thôi. Phổ tác động kém lên đối với lại đối với Coxy, có nghĩa là cầu khuẩn gram dương, cũng như TREP này nọ nó dùng không tốt nữa. Tuy nó cùng là nhóm thế hệ thứ ba hết, nhưng mà nó khác nhau ở cái điểm đó. Tổng hợp lại thì thế hệ 1, thế hệ 2 thì mấy đứa thấy là dùng cho đâm dương nhiều hơn, không có dùng cho tụ cầu, không có dùng cho những cái vi khuẩn tiết men beta-lactama. Đối với thế hệ 3, thế hệ 4 á, thì dùng cho đâm âm nhiều hơn, đặc biệt là những cái đâm âm đường ruột, Pseudomonas còn nhạy. Còn đối với thế hệ 5 á, thì hiện nay là chưa có thuốc, nhưng mà chị hy vọng là trong thời gian tới, tại vì nghe phong phanh mấy cái bệnh viện tư á, người ta có dùng rồi, thì từ từ những bệnh viện công cũng sẽ có thôi. Thì mình sẽ dùng, và mình sẽ dùng trong những cái trường hợp ram âm, ram dương đều được, đặc biệt là trong trường hợp có MSA, ví dụ như kháng oxacillin, thì mình dùng cephalosporin thế hệ thứ 5 được, là mình dùng cho trẻ sơ sinh được. Rồi tới đây mấy bạn có thắc mắc gì không? Đối với alo, tụi em còn nghe chị nói không? Còn à, nhưng mà cái hả? Dạ còn nghe chị. Ok, đi tiếp nha. Hay là buồn ngủ rồi? Dạ đi tiếp đi chị. Đối với nhóm carbapenem thì có bốn kháng sinh là thường gặp. Mero ha, chị sẽ xếp theo thứ tự giảm dần là meropenem, imipenem, cilastatin. Thì cái đây là một cái kháng sinh nha. Imipenem kết hợp để cilastatin, trên thực tế và trên lâm sàng á là sẽ kết hợp để mà giảm cái độc tính của imipenem. Còn doribenem, ectabenem, meropenem thì người ta mới kết hợp gì hết á, người ta sẽ sử dụng đơn độc cái chất vậy thôi. Thì ở mỗi chữ như vậy chị sẽ bôi một cái màu khác nhau, nhấn mạnh thôi, nhấn mạnh cho tụi em thôi. Meropenem là sử dụng được cho trẻ cái phổ á, thì nó sẽ là phổ rộng nhất, nó là phổ rộng mà còn rộng hơn cả những cái phổ của beta lactam khác. Nó là giống như là nó là cái kháng sinh nóc của mấy đứa gì đó, kiểu giống như đỉnh của đỉnh gì đó. Đó, nó sẽ dùng cho cả gì, cho ram âm kháng thuốc, cho ram âm, cho pseudo, cho acinetobacter, cho vi khuẩn gây bệnh, nhân viên gây bệnh ở bệnh viện, hoặc là sử dụng cho cả kỵ khí ha. Nói chung là cái gì nó cũng dùng đến nó hết. Nhưng mà mấy em đừng có thành thần thánh hóa nó nha. Đừng thần thánh hóa nó. Nó cũng có những cái nhược là gì, nó dùng không có tốt được với lại một số cái vi khuẩn.
mình sẽ nói ở slide sau. Imipenem cilastatin thì cilastatin được bỏ chung với imipenem để giảm được cái tác dụng độc lên thận của imipenem. Và cái phổ của nó thì nó gần như là tương đương 1:9:10 với lại meropenem vậy đó. Tuy nhiên nó có một cái tác dụng phụ là gây co giật lên người sử dụng. Nó tác dụng này nó không phải là gặp ở cái tỷ lệ cao, nó chỉ gặp ở tỷ lệ thấp rất thấp thôi. Tuy nhiên là nó sẽ gây nhiễu, khi mà gặp như vậy thì nó sẽ gây nhiễu, tại vì đây là những cái kháng sinh sử dụng cho những cái người mà có nhiễm trùng nặng, nhiễm trùng bệnh viện. Thì khi mà có một cái yếu tố co giật á, là một cái yếu tố nghi ngờ nhiễm trùng rồi á, nhiễm trùng thần kinh trung ương á, thì như vậy thì mình sẽ gây nhiễu loạn cho bác sĩ. Nên đối với những cái đối tượng mà trẻ nhỏ, sốt cao co giật này nọ, dễ có triệu chứng co giật do sốt á, thì mình không có dùng imipenem. Mà trẻ nhỏ thì người ta sẽ nghiêng về meropenem nhiều hơn, hay nghiêng về meropenem nhiều hơn. Còn người lớn á, cái việc động kinh co giật á thì nó sẽ liên quan bệnh lý, chứ không phải là kiểu mà sốt cao co giật ở trẻ nhỏ. Nên thành ra người ta sẽ vẫn dùng song song imipenem và meropenem. Thì tùy cái trường phái muốn thích nào dùng, thì mero có sẽ mắc hơn imi. Dạ. Mero có sẽ nó nhiều cử về đôi á thì không có nhiều lắm, không có thuốc. Anh em á, cái điểm lớn của nó là nó không dùng được cho pseudomonas. Nó rộng cỡ nào, rộng khoảng hơn cái con pseudomonas này nè, nó có cái men đề kháng, như vậy người ta gọi là đề kháng nội tại. Em sinh ra em đã mang gen em chơi được với ta bên em, nên mua em đau nha. Có hiểu được cái nguyên lý cơ bản nhất là cái con này nó đã kháng với ta bên em, hoặc là mấy em thắc mắc là tại sao mà kháng sinh đồ lại không có kháng sinh này chẳng hạn. Có rất là nhiều bác sĩ điện lúc mà chạy cầm kết quả kháng sinh đồ là ủa imipenem có, meropenem có, sao không cho kết quả etabenem vậy? Mà lúc đó đi giải thích thì kỳ quá ha. Khuyến cáo dùng cho, đây là những kháng sinh dùng cho nhiễm trùng nặng ha, nhiễm trùng đề kháng rồi kỵ khí, vâng. Ở đây chị ghi rõ ra là carbamazepine điều trị được cho con gì, thì mấy bạn đọc kỹ ha. MSSA là một, nhớ nha, MSSA chứ không phải là MASA nha. Streptococci được, khi kỵ khí được, vi khuẩn đường ruột được, pseudomonas được, trừ etabenem ra. Acinetobacter được, trừ luôn etabenem ra, tại vì tỷ lệ kháng của nó cao lắm. ESBL được, hoặc là ESBL rồi, hoặc là đối với những cái vi khuẩn mà có kháng với carbapenem luôn thì mình sẽ sử dụng, vẫn sử dụng carbapenem nhưng mà phải kết hợp với colistin. Rồi còn với lại cái nhóm mà kém enterococci thì ở đây mới thấy là mình sẽ không sử dụng, tại vì người ta nghiên cứu người ta thấy rằng á, đối với con enterococci á thì carbapenem á MIC của nó cực kỳ cao, dẫn đến là MBC, đó là cái nồng độ thuốc của mình vô á nó chỉ ở mức kiềm khuẩn mà thôi. Vì vậy á, tuy nó là kháng sinh diệt khuẩn nha, nhưng mà vì MIC của nó quá cao nên thành ra nó chỉ có mang tác dụng diệt khuẩn, nó chỉ mang tác dụng kiềm khuẩn thôi, nên thành ra mình sẽ không dùng carbapenem cho enterococci.
Và các bên em không phải là kháng sinh đầu tay cho những cái bệnh mà mới vô, những bệnh nhiễm trùng cộng đồng. Mình chỉ dùng khi nào mà có yếu tố nghi ngờ nhiễm trùng bệnh viện hoặc là những bệnh nhân đã điều trị lâu ngày, thì lâu ngày rồi thì mình mới dùng đến các bên em thôi, chứ mình không có dùng một cách bừa bãi, tại vì nó là cái đỉnh rồi, là cái nóc nhà rồi, mà em dùng bừa bãi rồi nó kháng thì sao mai mốt lấy gì dùng nữa. Ngoài enterococci thì MSA thì mấy em còn sẽ còn có hai cái tác nhân mà mình cân nhắc sử dụng carbapenem là steno và bậc khô. Hai cái con này là tác nhân gây nhiễm trùng bệnh viện, gây nhiễm trùng, gây viêm phổi, đúng hơn, cụ thể hơn á, là gây viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế, và đặc biệt là viêm phổi liên quan đến thở máy. Thì carbapenem á, nó không phải là lựa chọn ưu tiên để sử dụng cho những trường hợp như thế này, steno hoặc là bậc khô, mà phải là những cái kháng sinh khác, như là levo hoặc là cotrim mới là kháng sinh ưu tiên cho những cái con này. Tiếp theo, mấy bạn hiểu gì về ESBL? Hồi đó giờ lúc nào cũng nghe chữ ESBL, ESBL. Mà sau này khi mà mấy bạn càng lên đi sâu á, thầy cô lại hỏi ESBL là chữ viết tắt của cái gì em? Rồi lại hỏi là vi khuẩn đó tiết men ESBL rồi thì dùng cái gì em? Đó là điều chắc chắn luôn ha. Rồi ra trường rồi thì mấy bạn sẽ gặp rất là sợ chữ ESBL này. Thì trong cái ESBL nó chỉ là một cái nhóm nhỏ trong beta-lactamase. Cái men beta-lactamase do vi khuẩn tiết ra thì nó sẽ chia làm cái loại như sau. Đầu tiên là beta-lactamase cổ điển. Cổ điển. Cái thứ hai là beta-lactamase phổ rộng, beta-lactamase phổ siêu rộng ha. Đó giờ chị không bao giờ dịch cho tiếng Việt hết á, ESBL không à. Rồi beta-lactamase AMBC ha, AMBC và carbapenema, tất cả đều gọi chung đó là vi khuẩn tiết men beta-lactamase. Và đây chính là nỗi sợ của bác sĩ. Tất cả cái men này đều là nỗi sợ của bác sĩ. Càng những cái men về sau thế này nè, ESBL hay carbapenema thì mấy bạn lại càng không còn thuốc để dùng. Bạn sẽ nhìn ở bên hình thì mình sẽ thấy là vị trí mà sản xuất ra cái gen sinh ra được cái men kháng thuốc đó nó nằm ở đâu. Thì đối với lại AMBC á, AMBC ở đây có ghi là chị ơi, cái slide của tụi em nó không có chạy xuống cái slide của chị á, nó vẫn còn dừng ở slide 39 á chị. Thôi trời, nãy giờ chị nói quá trời luôn. Dạ giờ đó, giờ nó mới xuống tới rồi chị. Dạ. Thấy chưa? Em thấy chưa? Dạ rồi, giờ nó mới xuống tới. Nói lại xíu ha. Beta-lactamase sẽ có là beta-lactamase cổ điển ha, hoặc là beta-lactamase phổ rộng, hoặc là beta-lactamase phổ siêu rộng hay còn gọi là ESBL, là và beta-lactamase AMBC carbapenemase. Thì đây là những cái men mà kháng thuốc, có nghĩa là nó mở cái vòng beta-lactam của kháng sinh nhóm kháng sinh họ beta-lactam á. Thì người ta rất là sợ vì khi gặp như vậy thì mấy em đâu còn thuốc để dùng nữa đâu, đúng không? Mấy em sẽ thành nhiễm vi khuẩn kháng thuốc rồi. Thì như vậy mấy em sẽ quan sát ở đây thì với cái men nào thì nó kháng thuốc như thế nào. Thì đối với cái men mà AMBC, từ trái qua phải đi ha. Đối với cái men AMBC á, thì nó cái vị trí mà nó mang gen kháng thuốc á là nhiễm sắc thể ha. Nó sẽ kháng với lại gì? Cephalosporin thế hệ từ 1 tới 3. Và
cefamycin. À, cefamycin. Và nó bị, nó được cái gì? Nó được cảm ứng. Cảm ứng là giống như là nó là chất xúc tác vậy em. Bởi cephalosporin thế hệ thứ 3 và cefamycin. Có nghĩa là gì? Khi mà mấy em sử dụng cephalosporin thế hệ thứ 3 hoặc là cefamycin trên cái bệnh nhân mà có nhiễm cái con vi khuẩn chứa cái men MBC này, chứa cái đoạn gen này, thì vô tình cái kháng sinh đó nó sẽ là chất kích thích, nó kích hoạt cái men này hoạt động. À, từ không có, từ không hoạt động mà nó thành hoạt động. Ví dụ như ngày đầu tiên mấy em dùng thì bệnh nhân đâu có kháng gì đâu, nhưng mà đến cái ngày thứ 3 thì nó đã cảm ứng, nó tiết ra cái men MBC này và nó sẽ kháng đi cái kháng sinh mà mình đang sử dụng là cephalosporin thế hệ thứ 3, dẫn đến bệnh nhân sẽ kháng thuốc. À, bệnh nhân sẽ kháng thuốc, tuy lúc đầu không kháng nhưng sau một thời gian điều trị sẽ kháng. Rồi tiếp theo đến beta-lactama cổ điển, thì ở đây nó vị trí gen của nó nằm sẽ là gen TEM, TEM và SHV ở trên plasmid. Thì cái kháng sinh mà nó kháng được á là cái gì? Penicillin A như là Ampicillin. Rồi đối với ISBL thì nó kháng hết, kháng sạch. Nhưng mà nó không kháng với lại cefamycin. Mình sẽ nhìn thấy đây nó không hề có ghi. Nó không hề có ghi là cefamycin. Nó còn cefamycin để dùng. Nhưng mà rất tiếc là cefamycin không có thuốc. Càng là những chất để dùng để trong kém bền, để dùng ở trong phòng thí nghiệm không à. Nha. Mấy em thấy là nó kháng từ nhóm 1 đến nhóm 5, cộng cả penicillin mà cổ điển cho tới mới là nó kháng hết. Kháng hết. À. Rồi, đối với men mà carbapenema thì cái vị trí của nó là bao gồm cả plasmid, nằm trên cả plasmid và nhiễm sắc thể luôn. Mấy em thấy đáng sợ không? À, nó không những nằm một chỗ mà nó còn nằm nhiều chỗ, giống như SBL vậy đấy. Nó nằm đến 2-3 chỗ lận và nó thích nhảy, nó có thể chuyển cái đoạn gen này từ nhiễm sắc thể qua plasmid, rồi lại chuyển từ plasmid này qua plasmid nọ, rồi lại chuyển từ cái con vi khuẩn này qua cái con vi khuẩn nọ. Nên cái khả năng lây nhiễm mà mang truyền cái gen này đi rất là dễ. Nên hiện nay người ta đang rất sợ hai cái khái niệm là ISBL và carbapenema. Thì những cái gen này là KBC nha, mấy bạn sẽ thấy chữ KBC, NDM, NDM 1, rồi MBL, VIM đó. Thì nó sẽ càng ngày sẽ càng gặp nhiều cái từ này. Rồi, nó sẽ kháng cái gì? Kháng hết. Chẳng còn cái gì dùng hết. Cả ampicillin nó cũng kháng nha. À, penicillin nó cũng kháng. Kháng sạch. Đây gì thiếu á. Không còn một gì để, không còn một cái gì để dùng. Rồi ở đây á, chị đưa ra một cái bảng. Hiện nay á, với cái gọi là cái phát triển của sinh học phân tử á, người ta biết rất là nhiều. Hồi xưa mấy đứa chỉ biết là à, vi khuẩn đó tiết men beta lactama, vi khuẩn đó tiết men ISBL, tiết men carbapenema, nhưng mà mình không có biết được là do cái gen đó nó vị trí ở đâu. À, sau này người ta biết nhiều hơn, ví dụ như một cái con vi khuẩn nó có thể là mang một cái gen đó thôi, hoặc là mang nhiều cái đoạn gen kháng thuốc khác nhau, thì nó sẽ sinh ra một cái tổ hợp kháng thuốc chồng chéo lên nhau, và người ta sẽ phân loại cái kháng thuốc này theo cơ chế là Ambler hoặc là cơ chế của Bershakov. Ha, thì đây là cách phân loại. Sau này mới sẽ thấy là người ta sẽ nói đến là thuộc men nhóm Ambler A, Ambler B, Ambler D, thì đây là cái cách phân loại mới sau này. Thì mấy đứa đọc sách mới sẽ hiểu khi người ta nói vậy thì có nghĩa là người ta đang dùng cái bảng này để người ta nói. Và người ta đang khi mà phân loại vậy thì người ta sẽ biết cái vị trí gen nào
là nó phụ, nó đưa ra cái men, nó gọi là gì, là nó mã hóa cho cái men đó à. Nhưng mà với mấy đứa thì mấy đứa chỉ còn quan tâm cho chị là ISVL và cạc Benema mà thôi là được rồi à. Alo, mấy đứa có đang nghe chị nói không? Hình như dạ, tôi nghe rồi chị. Hình như chị bị treo máy. Chị không thể di chuyển được slide. Thấy slide di chuyển chưa? Dạ, tụi em ở slide 42 đó chị. Hả? Ok. Slide 43. Rồi slide 44. Mình chỉ để nhỏ vậy luôn đi. Chị sẽ nói nhanh một gần xong rồi. Mấy đứa còn vài slide nữa. Thì đối với lại gen mã hóa Benema hiện nay thì mấy đứa thấy rằng là trong khoảng 10 năm đổ lại đây á, người ta tìm ra rất là nhiều cái đoạn gen mã hóa cho men Benema. Và tuy nhiên thì có cái ba cái màu mà nổi trội là màu xanh da trời, màu xanh lá, màu hồng á, đó là cái vị trí của men của gen KBC Oxa 48 và Metallo cái M, N, D, M á, là nhiều ha. Và người ta sẽ ứng dụng cái việc đó trong cái nghiên cứu là đối với những cái bệnh nhân mà mắc cái con vi khuẩn mang cái gen kháng thuốc đó thì mình sẽ điều trị cái gì. Giống như hồi chị nói ha, nếu mà nó mang gen cạc Benema thì coi như là nóc rồi, mấy đứa chẳng còn cái gì sử dụng hết đó, nên thành ra người ta mới thành thử, người ta mới nghiên cứu thử coi có phải là không còn gì dùng hay không, hay là vẫn còn những cái thuốc mà mình có thể ứng dụng được. Người ta đưa ra cái guideline mới ha, trong cái việc mà mình gặp những cái trường hợp mà mắc phải những vi khuẩn đa kháng thuốc, thì ở đây các bạn có thể tham khảo ha. Người ta sẽ kết hợp kháng sinh như thế nào, kết hợp colistin với lại meropenem, là kết hợp hai nhóm cạc Benema với nhau, hoặc là người ta sẽ sử dụng những cái kháng sinh mới sau này, kháng sinh mới sau này của nhóm gọi là Cephalosporin thế hệ thứ ba cộng với một cái chất ức chế beta-lactama, những cái thuốc mới sau này người ta sử dụng, hoặc là người ta quay về người ta sử dụng những cái thuốc cũ trước đây như fosfomycin hoặc là tigecilin, người ta quay lại những cái thuốc cũ người ta sử dụng. Ở một số bệnh viện lớn á, bệnh viện đa khoa lớn ví dụ như Gia Định, Chợ Rẫy, Y Dược này nọ, khi mà người ta điều trị, tại vì người ta sẽ điều trị hồi sức rất là mạnh, người ta rất là mạnh về hồi sức á, thì khi mà gặp những cái ca mà vi khuẩn đa kháng á, người ta sẽ giải gen ra, người ta sẽ coi là cái bệnh nhân đó mắc cái con vi khuẩn mang cái gen kháng thuốc gì, và khi đó người ta sẽ áp vào cái guideline như này, người ta sẽ ưu tiên sử dụng cái thuốc gì. Và rất là ngoại mục, mấy đứa vi khuẩn đa kháng thuốc rồi nhưng mà dùng y chang cái này nè, bệnh nhân qua khỏi, rất là ngoại mục luôn. Tiếp theo
tiềm năng của beta-lactam kết hợp với lại chất ức chế beta-lactam thì ở đây mấy đứa sẽ thấy hồi trước mấy đứa học với các cô thì chỉ có nói ba chất thôi, đó là acid clavulanic rồi sbactam, tazobactam, nhưng mà bây giờ nó rất là nhiều rồi, nó có amvibactam, relebactam, vabobactam ha, và nó kết hợp với một cái beta lactam, ví dụ như là ambi, amoc, ticac, bibe. Thì mấy bạn sẽ thấy ở đây là cái mình ứng dụng nhiều nhất đó là augmentin. Ứng dụng nhiều thứ tiếp theo đó là tiberacilin. À, ứng dụng tiếp theo đó là cái gì? Gần đây nhất luôn á, đó là ceftazolide trong việc điều trị đa kháng thuốc. Người ta sẽ sử dụng những cái kháng sinh này trong cái việc sử dụng bị nhiễm tác nhân đa kháng thuốc, thay vì người ta phải phối hợp kháng sinh. Tại vì khi phối hợp kháng sinh á, thứ nhất là tác dụng phụ nó sẽ tăng hơn, thứ hai á, là sẽ tốn kém cho bệnh nhân nhiều hơn. Và cái xu hướng thế giới ha, xu hướng của các nước châu Âu là người ta sẽ sử dụng kết hợp chất chứ không sử dụng kết hợp kháng sinh. Tại vì khi kết hợp chất á, người ta sẽ có những cái nghiên cứu rõ ràng và hàm lượng thuốc cố định luôn ha. Và beta-lactama, chất ức chế beta-lactama là một tiềm năng rất lớn cho hãng dược. Rồi, hôm nay chị nói đến đây, chị ngừng ở đây, mấy bạn có thắc mắc gì không? Giờ mình còn đến các nhóm kháng sinh còn lại thì chắc là để hôm nào đi, chị sẽ nói cho các bạn sau. Dạ chị ơi, em hỏi cái vụ mà hạ bậc kháng sinh đó là mình hạ bậc là liên quan tới cái phổ của kháng sinh rồi mình có hạ cái liều nó xuống không chị? Rồi nếu mà hạ bậc như vậy đó, thì em ý là mình sẽ hạ bậc theo cái guideline hay là lại là dựa theo kinh nghiệm chị? Kinh nghiệm là dựa vào guideline chứ không có kinh nghiệm là dựa vào người đi là tự nghĩ ra ha. Mấy đứa hay thấy cái từ là empiric therapy đúng không? Điều trị theo kinh nghiệm, nhưng mà thực chất là điều trị theo những cái nghiên cứu. Nên thành ra khi mà bạn hạ bậc kháng sinh á, thì bạn phải biết cái phổ, thứ nhất là phổ của nó. Chỉ ví dụ như trong cái beta lactam này đi, trong cái họ beta lactam này đi, giống cái ca, quay lại cái ca hồi nãy đi ha. Bạn thấy cái kháng sinh đồ chị đưa ra chưa? Dạ thấy chị. Thì ở đây bạn quen mắt với cái gì rồi? Thấy chữ ESBL không? Dạ thấy. Rồi, âm, negative ha. Có nghĩa là vi khuẩn này không tiết ESBL. Rồi ở đây mình sẽ có một loạt những cái kháng sinh thuộc họ beta-lactam. Đầu tiên nó sẽ xếp theo gì? Ampicillin nha. Sau đó đến gì? Chất kết hợp nè, amoc, clavulanic, ambi, sulbactam, bibe, tazobactam đều là thuộc họ beta lactam hết. Cefazolin là cefa 2 á. Ceftazidin, ceftriaxone là thế hệ 3 đúng không? Cefepime là thế hệ 4. Sau đó nó nhảy lên luôn, bởi vì nó không có thế hệ 5. Etabenem, ibibenem là thế hệ 5. Là gabapentin. Thì nó sẽ xếp theo bậc. Rõ ràng mấy đứa thấy không? Kháng nè, nó kháng nè. Ampicillin kháng. Amoc kháng. Ambi kháng, bibe nhạy. Tại vì sao nó nhạy? Tại vì nó có tazobactam kèm vô nên nó nhạy. Nên nó nhạy ha. Rồi. Cefazolin kháng, thấy không? Là C2 kháng đúng không? Ceftazidin kháng là C3 luôn nè. Nhưng mà ceftriaxone
không kháng. Tuy là C là cùng một nhóm cephalosporin thế hệ thứ 3 nhưng mà heptazone lại không kháng. C4 nhạy. Đúng không? Nếu mà heptazone nhạy thì C4 nhạy, các carbapenem sẽ nhạy. Đó là điều chắc chắn. Tại vì cái phổ nó sẽ rộng dần mà, đúng không? Thì nếu mà mấy em lựa chọn á thì mấy em sẽ lựa chọn cái bậc thấp nhất là gì? Hỏi chị nói là gì? Động. Dạ Vĩnh Phương chắc đi đâu rồi? À, nếu mà ở cái này thì dạ chọn là piperacillin với lại tazobactam á chị. Ừ, với lấy gì nữa hoặc cái gì? Dạ hoặc là chọn ceftriaxone. Đó, đó là lý do mình lại chọn hai cái kháng sinh đó, vì nó thứ nhất là nó bậc thấp nhất ha. Nó là kháng sinh trúng đích á, mình đánh trúng đích mà lại là sử dụng cái kháng sinh thấp nhất bậc. Mình hạn chế cái việc kháng thuốc cho những cái kháng sinh sau. Nên đó là lý do mình lựa chọn hai cái kháng sinh đó. Còn đối với những họ khác như là gentamicin, toramicin, cipro, levo này nọ thì nó thuộc cái nhóm kháng sinh khác rồi ha. Một nhóm kháng sinh khác rồi. Mình chưa có bàn đến đây tại mình chưa có học đến những cái nhóm kháng sinh này. Rồi, các bạn quan sát tiếp một cái kháng sinh đồ của Clep. Clep Nemo ha. Này Clep Pneumonia. Trong bệnh phẩm hô hấp. Bạn nhận ra điều gì không? Chả là nó kháng toàn bộ kháng sinh chị. Ừ, có nghĩa là gì? Nó là đa kháng. Đúng rồi, nó là tiết men cạc babinema. Nó kháng toàn bộ hết luôn rồi. Nếu mà em cầm một cái tờ này lên á, em có dám điều trị bệnh nhân không? Hay là nhìn bệnh nhân từ từ ra đi? Hay là hội chẩn sếp? Dạ, em nghĩ ca này là em sẽ chuyển qua bên nãy chị nói bệnh viện nào, gia đình để người ta giải trình tự gen. Đúng rồi ha, động thái của mình là gì? Giải trình tự gen. Mình coi thử coi là nó đang có cái gen kháng thuốc gì để mình lựa chọn kháng sinh. Em sẽ thấy ở đây nó không hề có để fosfomycin, cũng không hề để tigecilin, thì mình phải yêu cầu đặt thêm hai kháng sinh đó để sử dụng và trả kết quả của colistin để sử dụng nha. Đó. Rồi. Rồi các bạn có câu hỏi khác không? Nếu các bạn không có câu hỏi nào khác thì mình sẽ nghỉ ở đây ha. Rồi. Ồ, vậy thôi, vậy là buổi sau là chị sẽ thông báo trên group sau hả chị? Chủ nhật tụi em có học được không? Dạ, chủ nhật tuần này đúng không chị? Ừ. Dạ, chủ nhật tuần này thì hiện tụi em không có lịch gì hết. À, ý là dạ chắc là nhóm em thôi, còn mấy bạn khác thì em không biết là có lịch thi gì không. Tại vì nay lớp em chia nhóm ra học nữa chị. Chị có gì nói sen hay cần nói các sự lớp liên hệ chị ha. Thì dạ, dự định sẽ là chủ nhật á, tại vì qua tuần sau thì chị giờ nói chung là lịch của chị là nó cập nhật mỗi đêm á, chị cũng chưa biết sẽ như thế nào, có bị huy động đi đâu đi không, làm gì không thì chưa, nói chung ở lúc nào cũng trong thế bị động hết trơn ấy, gọi đâu đi đó, nên thành ra tạm thời thì trước mắt thì chị sẽ biết là đến chủ nhật thì chị có thể dạy được với bạn. Dạ, còn lại tuần sau thì chị không. Dạ em cảm ơn chị. Ừ, rồi nha. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Rồi. Bye bye mấy đứa, chúc ngủ ngon. Dạ, chúc chị ngủ ngon.